Sau đây mình phải ngọt ní đại các vùng và ta tam tam test na nó bị tổ bọc nhóm chẳng về để bán test na bị tổ nhóm complete chui subscribe channel bọc nhóm phong chẳng xem thiên bọt ngày ní cứ dương nắng focus từ lứa switch staking hay dương nắng detail bẹp quan chỉ mùi nắng thà vậy tới chia staking cả thứ stake nữa lứa switch hay bẹp quan nắng benefit mà chỉ muốn để thứ là thả bây giờ để dưỡng trong gì tha bây giờ dưỡng thứ stack nữa ta vì mình pop bây giờ ấy hay là vậy tới chỉ stack của bậc cao trên biên nè xin ngó lại và đây sẽ mẹp nhóm kết thập và hai sẽ mẹp nè đã có thlop thuốc ca nè khăn ông solution rưu co nè khăn ông krom hôn chìa lạc nè internet service provider rưu co chìa network engineer và có thì có score lại thả ca thứ stack nữa cứ vì mình là thả bây giờ bài mệt sẽ mẹp real scenario nè khăn ông environment real environment đôi chiến ở trong enterprise mà chỉ nuôi chẳng chẳng ở smart network thông thông cứ kê bắt gặp chiến thở cả stack nó cứ vì mình sẽ làm khăn khăn của đời xa cả nó sẽ trả nó dừng cái gì tức bị đẹp con chứ mùi mình là chứ mình của cả nó network dừng căn là thông rồi dừng còn scale từ thông tới quyền mình chạm bánh nhé mẹp cả thử stack này chỗ mà đó content và to đẹp con nâng content đại dương vô một bộ slide map topic đại nhóm bẹp quan mùi stack nữa tí mối nhóm miền phẩm topic chỉ là miền pram nhóm book xe map nâng bộ slide lũng ất đảm bày dương vô hay nâng đăng thạp vì miền phẩm thạp cho ấy chẳng chẳng nói tí mối cứ bẹp quan nâng what is switch staking ta vậy tới chỉ stack why chúng nói tiếp why we need stake switch hay đã dân thở ca thở stake nơi switch chúng nói tiếp bấy type of stake technology on switch ba này bẹp quan năng bập hết stake và chai cả vị trí stake nơi lưới switch miên bảo màn bập hết thông thông để popular mà bay bay chập bón năng chúng nói tiếp bốn dân năng lược lang bẹp quan năng bridge configuration of stake on switch cứ ca configure thì đó còn là thay lại là configure mà chỉ muốn là dùng đăng tham mechanism đam bay cái ai nâng thử stack bán cái thử ca thừa vậy môn chập đam bị thầm na từ na chẳng hạn anh ấy còn là dùng demo demo ở dùng yul và xe bỏ ca thử stack ấy u maintainer vị trí concept ấy dùng ai vô ta apply nên lừa đi group device group product group vendor bàn sống khác là dùng yul concept dùng ai vô ta deploy nên lừa opaco chạy sđai real device bàn chúng chấm nói tí pram dương năng thưa cao bằng hai nơi lơ nơi vị tàu nơi nơi sai cả lại bất bộc cọt món thà dương ta về để dương deploy nữa vì tầm rộng bạn mà chẳng dương năng miền vị tàu và hàng chẳng đài ok mà đó chấm nói tập bốn kế chapter tập bốn dương thử xoay vô thà what is switch staking ta cả thử stake nơi lơ switch nữa trong miền này thì ta miền này tận đấy bạn mất hay ta dùng ta vậy tới chia switch staking. Ok lấy dùng mơ definition bảo viên tới tới nè nhưng chẳng switch staking cứ chia is a feature that allow us to configure multiple switch in a way that they appear as a single switch and take action corporately. Và này ta bây giờ chia switch staking nó cứ chia feature mỗi đại anh nhạt ao dương ai configure switch chỉ trả nơi khăn nóng ở bàn này thác khai tới chỉ switch tại mùi đại tầm ná ca nâng ca bàn này bia take action bàn này thác vì tầm ná ca lẽ nạ ta chỉ cổng ở tí ho cái đã for example if you have four individual switch the switch staking allow you to use all of them as a single light switch bàn này thác chỉ tí ho và sân chỉ dương miên switch buôn cướng hay dương dương ai vô switch nó thử stack đây anh này nha là dương nó pra với dương lại nè ta switch tầm mùi thì họ đi rút hình này chẳng chứ thì họ đòi dương miên switch chùm nguồn buôn cường chẳng này dương và sao dương thử stack bà này switch tầm buôn nó bị khai tới dịch switch tầm mùi vậy chẳng về là dương remote cho tầm căn switch nhung mùi bà này về là dương combine với chỗ này bà này tha raw configuration ấy xem xén cứ vì thật tư gì bà này dương combine nha à là bỏ tầm ngó nó chỗ này từ ta từ đây cái hai lạc nè virtual switch bạn ấy thả switch nữa không bạn ấy switch tầng ngón lại tới virtual switch vì tới chỉ single switch chẳng ok tới chỉ nói tiếp
why we need stack switch chẳng hả hai đấy dân thời ca stack switch chẳng chậm nói tập 4 ghi phép tha a stack switch can have multiple stacking capable switch connect through stack cable the switch also known as a stack member work together as a unified system the entire stack work as a single entity to the network bạn nghĩ tha stack nâng cứ vì miên multiple stack nâng bạn nghĩ tha chia hoa đi chỉ rút khẳng 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 sạm đầy để dùm màn hai ní là cái này chia physical technology dương mơ khơi tha switch nhé bì bì xe cái này nè chẳng bờ bạn nghĩ tha rút scenario bắt đầu nó mới tha bây để dương thơ stack tới scenario dương bạn nghĩ tha switch nhé khai tới switch tầm mùi chẳng dương dương ạ lại như thế dương ạ 300 và 3 giờ kết đó switch tầng pi bạn thấy đẹp dương combine switch pi nâng châu cái nè vì client tới chưa switch tầng mùi chẳng lẽ là physical cứ dương khơi switch nâng pi separately và đấy lẽ là chia logical chia lẽ là logical topology bạn thấy switch tầng pi nấy tầm nang là switch tầng mùi chẳng dương áp được bạn nâng cao mình để từ lơ switch nâng này chẳng switch A và switch B đi vì connect tam rồi chạy stack cable là cái dương man setup nâng chẳng bạn thấy ha cả này ní ban đây thay switch tầng pin ní vì thật nó không domain tại mùi hãy chấm nói về top để năng lực thì họ hai đấy ban dương thực ca to stack first improving reliability thì mẹ chấm nói ní cứ cái trong người ta thả bây giờ biết tìm mùi nó ban chỉ dương thực ca to stack tại sao vía chui improve nơi nè ban đây thay đẹp phong chấm mùi năng reliability nữa ban đây thay switch tầng off nó về để ban combine chỗ kia tới switch tầng off thật tư chỉ group tầng mùi chẳng việc client tới chia ban đây tha không switch tầng off nó raw configuration mà chỉ muốn raw k configure k mình lấy same same ban đây tha việc thật nữ chia single chứ ngoài dương off của bạn nông k control về hai đấy ban tha chỉ ban là dương bên bạn control thì họ tham vấn chỉ dương nó không rec bao dương nó không enterprise bao dương mình sắp rạch tràn rồi có mình tên tư thì họ switch dưỡng mình tràn sẽ là switch nước không office ở không kia bao dưỡng mình mà pay cho anh nhớ dưỡng thử mình sắp rạch tam cho anh nó thật hay chỉ phải sắp rạch không mà sắp rạch mình một xam sắp switch mà pay switch chẳng tất cả nó xử lúa xua tha tất bởi dưỡng remote mà đoan muối rồi có SA tơ mà đoan muối rồi có thử configure VLAN rồi còn configure em mà chỉ muốn xua tha dương thời chẳng này p remote cho tôi cần figure là bỏ nó từ ngõ rồi còn mình anh ấy chỉ dùng luôn mà để chào xua lá cái này và chẳng dương tư chẳng nói top pẹp pon scenario này cứ dương ban khơi chạy sai ấy second cái này chẳng nói tp increasing the number of port when a switch leg require number of port to support increasing number of user new switch can be add original switch to meet this requirement. Ở thì họ thành được nông sự tham ban bao dương dương ban đây kia tầm rời ca bao kế kia tầm ca port tràn chân ca thua stack này ban đây dương cộng ba nhà switch tầng ở nó từ từ chia switch tại mùi chân chân thì họ thành dư kia tầm rời ca bao kế cái nông nông sập rồi nông kia chọn nó kia thời ca phải chia để ta sai sắp vùng bảy port cho thì họ thật tờ cam rồi port cho chứ nhưng thật thương mấy đam bây ở switch nó không bia chứ nhưng thật ca add on suy nhưng bật thèm chứ bây giờ dân không bán cho tới với client tôi chia switch thông mùi đại vì mình port chẳng không năng chứ vậy đó đi xuống không cam mình này phong nghi bạn này bia chui bạn này lại là redundancy cho nên thật ca bia thì thật mình bành hải của dương ai check mượn đăng thật ta suy nhưng mình phải theo bởi vì stand alone chứ bởi vì mình bánh hà muối cứ đào nó hay chân dưỡng lại remote 3 này và đây cả này để dưỡng thua stack này và đây ta switch tầng bay nó về để dưỡng thua stack chỗ này vì thật mình là master vì mình master mình standby hay nâng member bảo vệ nó không nâng khác slow nữa chân role tầng bay nó về để mình mùi đào nó cứ vì nó đã tui chùm nụ hay thưa chỉ master và top chân và đây dưỡng ai remote tức việc mình đặt connection này chúng tôi họ tham vấn chỉ requirement quạt thở ca port chả là nắng mà đây thá dương bây giờ dương stack tới dương ban switch thông mùi chỉ nói top
ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងធ្វើ stack ចូលគ្នាគេថា when higher uplink bandwidth is required នៅពេលដែលគេតម្រូវការរបស់ខាង customer គាត់ចង់បាន uplink ដែលមាន bandwidth ធំជា requirement របស់គេយើងអាច add new stack member ហ្នឹងលក្ខណៈ bundle their physical link to aggregate group increasing uplink bandwidth អាហ្នឹងជាអត្ថប្រយោជន៍មួយដែរឧទាហរណ៍ថាបើសិនជា switch ទាំង3ហ្នឹងយើងធ្វើ stack ចូលគ្នាអញ្ចឹង uplink នៃ switch ទាំង3ហ្នឹងយើងអាចធ្វើជា ether channel ទៅតាម switch នីមួយនីមួយអញ្ចឹង uplink របស់វាគឺវាកើនឡើងខ្លាំងបានន័យថា capacity របស់វាគឺមិនមែនឧទាហរណ៍ថាបើយើង switch តែមួយយើងធ្វើ ether channel យ៉ាងច្រើន4 port អញ្ចឹងតែនេះបាននេះយើងអាចធ្វើទាំង aggregate ហ្នឹងបានន័យថា ether channel ទាំង3 switch ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជា down នៅលើគ្រប់ port ណាមួយគឺគ្រប់ port នៃ switch ទី2ទី3នេះនៅដំណើរការធម្មតាអញ្ចឹងទោះបីស្ថានភាពណាក៏ដោយ uplink នៅក្នុងអា switch ដែលធ្វើ stack ចូលគ្នាជាគ្រប់នៅក្នុង domain តែមួយហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាកើតឡើងទេអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលយើងគួរចំណាំទុកដែរអាហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងអានេះរូបជាក់ស្ដែងទេថារូបនៅក្នុង scenario នេះយើងឃើញ switch 2ហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងជាក់ស្ដែងពេលដែលយើងធ្វើ stack បានតែ switch ទាំង3នេះវាខ្លាយទៅជា switch តែមួយឯងក្នុង topology design ឬក៏ថាការធ្វើ lab ចោះយើងកន្លែងនេះតំណាងឲ្យ switch តែមួយមែនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺ switch 3ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ឲ្យនេះតិចប្រាប់ព័ន្ធការធ្វើ stack ហ្នឹងមែនតើទៅនៅក្នុង lab ដូចជាអត់ support ទេហើយមែនតើអានេះខ្ញុំពីមុនក៏ខ្ញុំអត់ដែលដឹងថាគេធ្វើ stack ហ្នឹងដើម្បីអីដែរតែថានេះដូចថាយើងធ្វើការទៅបានយើងជួបបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនេះពោលថា scenario real environment ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើ stack នេះគឺវាសំខាន់នៅពេលដែលគេចង់ធ្វើ management ទៅលើ device ទាំងអស់វាងាយស្រួលក្នុងការ manage បើមកក្នុង lab យើងអត់ត្រូវការវាទេដោយសារវាអត់ចាំបាច់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុង real environment ឧទាហរណ៍ថា switch នៅតាមជាន់ច្រើននៅក្នុង server room នៅក្នុង data center គេវាមានច្រើនគេត្រូវធ្វើ stack ចូលគ្នាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអានេះគឺវាតម្រូវការខ្លាំងអញ្ចឹងគឺត្រូវជួបវាចឹងយើងអាចទៅធ្វើកន្លែងជាក់ស្ដែងគឺនឹងជួបរឿងនឹងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយវាជា concept រួមទេបាទនេះការធ្វើ stack ហ្នឹងមិនមែនដល់តែ Cisco ដល់តែproduct មួយចំនួនពពួក enterprise product ដូចជា Cisco Huawei ពួក HP ពួក Aruba អីចឹង Aruba switch ប្រភេទ switch មួយចំនួនខ្ញុំគិតថាប្រកបជាមាន technology stack ហើយវាត្រូវតែមានโอเคឥឡូវយើងទៅបន្តមេរៀនយើងបន្តទៀតចំណុចថាប្រយោជន៍ចុងក្រោយហេតុអីបានយើងវាជួយទៅដល់អីខ្លះនៅការធ្វើ stack ហ្នឹងចំណុចសំខាន់ចុងក្រោយនោះគឺវា this reduce management and maintenance cost បានហើយវាកាត់បន្ថយនៅការ management នៅហើយនឹងការ maintenance cost បានន័យថាឧទាហរណ៍យើងក្នុងរូបសញ្ញាយោនេះវាថាយើងមានក្នុង infrastructure របស់យើងក្នុង head office របស់យើងគឺមានអាគារ2អញ្ចឹងក្នុងអាគារមួយវាមាន switch 3ឧទាហរណ៍ switch មិនអាច3វាអាចមានច្រើនជាងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងអត់ធ្វើ stack ទេសួរថាពេលដែលយើងចង់ access ទៅ remote ចូលទៅកែ configuration ឬក៏ចង់បន្ថែម VLAN add on feature មួយចំនួននៅក្នុង switch របស់យើងសួរថាយើងត្រូវ remote ទៅម្ដងមួយអញ្ចឹងឬក៏មិនចាំមិនដែរព្រោះបញ្ហានេះវាកើតឡើងនៅពេលដែលយើងអត់មាន stack បើសិនជាយើងអត់មាន stack បានន័យថាយើងចង់ access ទៅជាន់ណាមួយឬក៏ទៅក្នុង sub rack នៃអាគារណាមួយក្នុងអាគារមួយវាមាន switch ច្រើនព្រោះមិនមែន switch តែមួយយើងប្រើគ្រាន់ណាទៅដល់វាត្រូវការអីគេវាមាន switch ក្នុង switch នោះវាមាន data port telephone port CCTV អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាសិតតែភ្ជាប់មកជាមួយ switch and device របស់ user ដែលគាត់ប្រើទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅលើ switch ហ្នឹងអញ្ចឹង switch ជាច្រើនហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់ធ្វើ stack ចូលគ្នាទេសួរថាយើង remote ទៅម្ដងមួយថាយើងចំណាយពេល configure មួយខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដោយសារតែបញ្ហាបែបហ្នឹងហើយបានគេបង្កើត stack ហ្នឹងមកដើម្បីយើងជំនួយដល់ការ remote ហើយចូលទៅ configure ជាវាងការងារធ្វើច្រើនដងណាអាហ្នឹងបើនិយាយទៅវាកាត់បន្ថយការងារដដែលទីហោះថា switch យើង8 switch ឧទាហរណ៍បើយើងធ្វើ stack ចូលគ្នាយើង configure service អីមួយឺក៏ស្អីមួយយើងវា affect ទៅទាំងអស់ហ្នឹងបានន័យថាវាជា group ជា domain តែមួយហើយអញ្ចឹងយើងអត់បាក់ទៅ config ម្ដងមួយឧទាហរណ៍ switch 8យើង fix SSH ម្ដង8 switch ហ្នឹងសួរថាយើងត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានការងារវាដដែលអញ្ចឹងដោយសារតែបញ្ហាហ្នឹងហើយបានគេបង្កើត stack មកឲ្យយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹង stack នេះគឺសំខាន់ណាស់អូខេ
chẳng đo chấm nọt bắt tua bẹp bôn mùi stake member cái lại ní để xa tại slide việc cắt tích ở lấy xong và hàng tích stake member bẹp bôn mùi stake member miên bằng màn role để ta role nó không stake bây giờ những thứ stake miên role lại là vì miên role bay thì mỗi cái master switch thì bị standby switch thì base level switch chẳng master ní tuần tí bao biết cứ mình ấy từ lứa stake bỏ member tặng ở standby ní cứ chỉ switch để backup switch ở thì họ thật là master down standby vì nó đã tua chỉ master và to bí ní mà chẳng chẳng bỏ slow tặng ở này khổm lúc mà đây thay vì thưa cá ta tam mình chia được bỏ master nâng ở standby nó mình tí mẹ backup từ lứa switch nâng ok chẳng dừng mơ rụt này chạy sẽ đáy rụt này ở viên miền phim nghi xua trong ca vô chúng ta switch trong pi nó dừng cho first stack cho này dừng dừng mỗi stack member thì mỗi stack member thì pi chẳng dừng thở cầm nó priority tham mùi na thôi chỉ master mùi na thôi chỉ standby của switch nó mẹ tên nó dừng thở cầm nó vì tiền mẹ dừng đào tới vì đà thì chẳng vì tìm tiền thì dừng ca set priority hay nâng ca cầm nó the time requirement để customer có trong bàn chẳng to chấm nói bật top bẹp bốn chỉ mùi nâng ca thưa stack hay nâng tập hết này stack để dùng prá bạch bón nâng thông đi network device thằng ngọt để mình tên tới vì popular những cái bình biên tập hết stack bì stack đi mùi nó cứ tập hết back plan stacking à tập hết back plan back plan stacking ní cứ dùng sáng kết khơi nè bộ bộ Cisco bộ model mà pay bằng bộ học code x nâng miên device mà chỉ nuôi được chìa Huawei ấy chẳng bạn này hoa vậy mình nào bập hết xử lý chắc lắc với prà bập bộ stack chẳng này bạn này stack bập hết ní nhóm nâng bỏ sai nơi và to nâng mình chẳng nói nhưng bỏ sai lũ ất và thêm stack chạy trên dịp ní cứ mình back plan hay nâng front plan stack front plan stack cứ bập hết stack đẹp prà interface đại mình nơi lưu switch chạy sẽ đáy nâng vô màu bạn này vô interface thông đá mà thơ chia service stack mình chẳng này chẳng là lưu dương lũ ất nơi chẳng nói to bà chúng thì tiết nhôm nâng làm ắt từ lừa à bập hết tầng pi nâng ta kịp ra vì mấy một đề là khác biên bỏ biên phở bập hết nâng chẳng nhưng sông khai bói ok chúng đó chẳng nói tốt ở bẹp quần chẳng vậy đây nhóm ban dạy kháng đám nâng cứ vì miền bạc plan staking à bạc plan staking nâng cứ vì mình tên tức kia hai bập hết stack bà 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 dương khơi miên là Cisco mà tập hết mà pay pay muốn học cốt x3x đại kỳ prapra tập hết stack và card Huawei còn miên đấy rồi cha phần tay bài tập bón đi nhưng khơi sáng kết khơi cha tập hết Huawei trên khối đôi chỉ ở pra stack tập hết card năng thế thì cứ kỳ pra tập bộ virtual stack năng miên đấy thà kỳ audio stack card năng mà đào bị khối chẳng thế thì cứ kỳ prapra à switch port để dùng miền sáp nên lưu khẳng mục này switch nắng kì vô với cái switch port thông đá mà thử chỉ stack wing của bạn này cả này chắc mà này tha dương ở trăm bài thử tình chậm này lưu tình tình card Cisco đây là lạc nạc tình một chùa chẳng dùng một đạ và thèm chẳng của mình tên một chùa đó thì có tầm lấy của đài nhìn tên vì thử ca tình card tình ấy chẳng và thèm chẳng mà bộ bộ ả vật chùa stack nó nhỏ thử ca chậm này lưu tình card chẳng dương ai dô là switch port thông đá dùng mà thử stack bạn chẳng những bộ phép mà đá lý kia pra pra bộ phép back plan stacking chẳng à ca lý kia đau chẳng là nà tha switch những cái miếng bún switch chẳng à chẳng kia combine switch những cái châu khăn chẳng kia pra pra ca nâng đau khỏi nâng mà chẳng kia chẳng thích chẳng phép bì là việc tha ta kia đau vì mấy đang bởi ai xin cái này chẳng bùi switch chẳng nâng châu khăn chẳng à nè anh ấy bộ phép bỏ phía chẳng bộ phép mà đá để kia pra pra chạc bọn để kia pra ca kroi nâng vì miếng bộ hồ vấy e ha sắp bằng bằng phái ý ái bộ phim này có cái pra card stack khỏi đây nó có mình card stack khỏi cái đọt khăn khỏi switch nhé chẳng nâng miền Cisco mà phim buồn học cốt ích nhưng mà đấy là nâng miền pra op module op hết stack này đấy module stack này đấy chẳng là pi mà đấy là sẽ để nhầm lực cho tí hóa nó mà đấy thay cái pra bộ phim card khăn khăn khỏi nữa ok và nên tên tất cả bộ phim em ha mà phim bắt một phim mà phim EI ní cứ vì chỗ đó lại nè end of manufacture ấy bạn thấy cái lên bật lật tia đấy bộ phim nắng chẳng bộ phim là để hồ vậy trên khỏi ní cứ cái pra bộ virtual stack service port stack bạn thấy cái lên do
cạn mà đọt khỏi cái do port thom mà đa nứng à port nó khẳng mốc này khi optic nứng cái do mà thời gian stack mình và đây dương skip khai anh Cisco nơi miền phở à cạn stack nứng một vụ stack nứng lực lên tay bọc phết Cisco bọc bộ xử lý bố hề bọc bộ xử lý cao sập xôn xôn nè nâng còn nơi cái phở bọc phết virtual stack đôi chờ Huawei đài chẳng hạn này chúng ta đọc là high end bật đặc bộ phê bật đặc ní cắt lý thông đá đưa trên nơi phở stack ca thì ok lấy dương mà cho đo bẹp con mùi virtual stack để nhóm ban dạy bị khẳng đám cái hai front plan stacking ok bộ phê ní cứ kê ọt bra bra cắt đọt khẳng khỏi đôi à bộ phê để nhóm dạy khẳng đám mì bộ phê ní dương khơi miên lơ switch xử lý thông mấy bộ phê hút bỏ bộ hô vấy gồ vì miên bra virtual stack chả đấy lấy bra cắt đấy bạn ơi nhóm sáng kết khởi thang nơi lơ Cisco và phép model khác và bộ catalyst gì mà khác đôi chỉ nơi pra và bộ stack card đôi bộ bộ catalyst mà phải muốn học cốt ấy nâng nơi pra lão ấy chẳng nâng nâng tham học bị khang nâng kỹ cất mạch đáy và bộ đọc Cisco tạo ta high end và bộ sử Nexus ấy bạn hãy chỉ pra virtual stack chẳng sai stack để dương khơi như vậy sai này hay hay của sai virtual stack dương dương khơi biết đối chiếu một dual chứ một dual nó cái đầu tại đó cho mũi switch đây cái đầu này nó như tầm rung này cả đầu và dương cứ dương đầu và đạn chứ mà đây cái do là switch port optic nó cái add với cho tới chia stack stack member bên dưới này chứ cái do là switch port thom mà đạn mà thôi chỉ stack bên chứ dương áp trăm bạch miên ca tới dương còn là prapra à, port interface thom mà đạn đang bay vô mà thử gì stack mình ok trong một phần model để cái pra stack và bộ virtual stack nó có phê đôi chìa hoa với s hà sập anh ấy model này đã chẳng lắm nên là sử sái học sập một phần xam sập học sập một phần xam sập nó có phê nóng optic sơn có phê nóng rút để nhóm đạn ấy học sập một phần xam sập nít cái pra optic sơn á chẳng kìm dưỡng ai vô à port optic nà mũi vô mà thử gì stack port của bạn đây nhưng mà chăm bạch của bạn tình cảm ấy thèm ấy này hay bảo phê Cisco Catalyst C cao sắp hẹn xôn xôn đi bảo phê bảo bùa core switch thông thông đi có vì áp ra stack card khỏi đài vì bà lẹ ngạc đôi hồ vậy đá cứ bà bà nơ virtual stack cứ vô switch port thông đá nó mà thôi chỉ stack đài chẳng này chứ nhưng cách thật bảo phê đi vì mình phải chào chờn chiếc người cặp thôi hay là mỗi viên nghi xuống nông ca configure chiêng à pra card rồi chiêng thử chậm này lôi tính card tính ấy chẳng hạn này ok tôi sẽ nói tiếp tiếp bẹp bọn nâng à ca configure hay nâng mechanism này ca configure stack nâng dương thử ca time step man step nằm bởi ai thua việc bàn này đi chia tia ho để mình tên tất tỏ dương thật từ anh ấy là lạ lưu device chạy sách mình miền tiệt bờ nó lưu chia nè sĩ nhưng flop test đối chứ on miền tế nó lưu stack stack feature đối chạm mình lơ lẹp thì bạn ta một sản dụng trong test rồi test lơ real real device chẳng hạn này vụ option nâng maintain tới cái trong sầm đá thay vừa sản dụng stack này sầm đá thay cái trong combine switch những vật châu khi này thì bởi dương thư lẹp bạn này dương thư là lơ switch mua gì chẳng hạn này chẳng thì họ chẳng hạn này vì để dương thư stack châu khi này nâng switch switch tầng buôn tầng thẻm nâng mà đây thay khai tới gì switch tầng mũi thì anh mình ấy thử một bài vô lấy nó lại nâng chân mê cần đi dầm bao vì tìm mỗi dân thật bật lường ở hay dân thật đọt sai tùm rộng bạc chia là nè bật tẹt là nè chân nghiệp việc là nè ế chân bà này thật ế thật bì bà này thật vì miên stack vì miên port muối thật bì muối bì chân mình ai vô muối thật đọt muối nè bố gặp mọi chờ lắm dân gặp mọi đôi già về đại nhóm thlop thơ mê hiến muối bẹp bọn cho muối HA lần lờ firewall cứ concept HA cứ khó nè cứ bạn đây là cái thừa device nó xin cái này đối kia bạn đây mối chia lẹ nè master mối chia nhạc nè slow nó bạn đây mối tuần tí với cứ backup về và đây là mấy cái thứ stack up chẳng nghề bạn đây là dương combine switch những bộ châu kia đam bay vô à nè vô à port với một phở châu đam bay bàn port chờ những cái này chẳng mấy xua tha muốn về để dương thừa nó dương ai bật lương sân tới hay tóm thì dương đào tới tam cái min standard bỏ cái đào rồi chân dân check mơ tới thà switch tìm mũi dân thật đọt là hốt á chân ở dân sân kết kênh ta nơi khăn ông đi dân thật đọt tam dạng nghĩa kì mình standard bọc kì chứ tìm mũi dân đọt là bì ní mọ ê thật lọt mọ khổm bì ní mọ ê to mà tiết à nơi lưu kì switch lưu kì bằng phót
Switch nó lơ game port này à port lệch môi này Switch lơ game port này những đọt mò mò à Switch trong khỏi kia này này à Switch B chẳng hạn này anh ấy còn là chia standard rule môn đại dương thở tại Anowat nó lơ card for stack mình tha tại lơ stack per per module per card rồi có stack per bộ à Switch port stack thì chẳng hạn cứ chia mechanism bỏ card for stack hay mỗi chiếc này cứ nhầm lực tập bóng cứ bẹp bọn nâng brief card configure bẹp bọn nâng card for bộ card bộ mod dual stack thân chẳng nói bật top bê đại dương bật switch nó hay bê đại dương downside rồi rồi hay dương thua card bug switch nó là về việc boot up là chẳng bê đại việc boot up mà vì nâng load status bạp ni mà thà vì nâng enable hay vì nâng thua card lệch switch chẳng hạn mùi na tới chỉ master mùi na chỉ slave chẳng phải tay maintain chỉ master chỉ standby chỉ slave mấy chẳng cứ việc nâng cả lệch phải tay cả lệch bẹp ní cứ ở ở tầm cứ việc tầm rồi từ lư việc tham việc ai khó ở vậy để dùng chọn bán nè chỉ họ ta switch dùng tầm riệp mà chua chạy màu ở đó về việc bốn mà switch tìm mũi từ tìm pi tìm pi từ tìm bấy còn dùng ở ai vô bàn này chẳng maintain tới mình dùng còn là đau thấy ba món cứ viên người lại khó chứ tìm mỗi dân thử cho ta can switch na tam switch tam lục đậm á hay dân thử cũng nói priority bảo vì vì ba này priority dân ai chain đó vì chỉ lọt môi đó đọc hẻm chứ nhưng mà chia tích thì mẹp nếu không cắt first step lấy priority của chứng kế nên nâng cứ gì master cái này priority của cứ vì mình ăn tiếp chia master mà to lấy bắt đầu nó switch bắt đầu top nó lịch thì mui thì pi thì bảy những đạp lại ở thì tam đạp mà những đạp lịch thông chiến nắng thư master hay bắt đầu lịch nó chả trong cái lịch để lịch để mình tầm lại tôi chiến kế cứ chia slave ban này chỉ member switch bắt đầu mà tiếp dương sale configuration nắng hái dương reboot switch dương mui nó complete này reboot nó cứ viên thư cả lịch để tam vậy để dùng chọn bán mình thì dùng cầm nó sẽ tạm lục đập này suy cái này dùng auto set priority set để dùng đào tới boot up nó cứ đừng miễn bàn hà chứ mà bây cứ lại khó như thế nào suy tìm mối bây dùng đào tới load trên slot lịch bây chẳng hạn vậy để dùng chọn bán chờ tiếp to mà tiếp bây giờ nâng boot up nó bây giờ thực ra lệch mà đòn tiền hay nâng cầm nó stack master tới tam mà vậy để dùng bàn configure manual là lựa suy như mùi mùi ok và top bị dương ban là thua stack hỏi vì dương ai show status nên là mà master switch máu dương là khơi tha switch đem in tầm priority đọc hẻm này switch đem là dương cầm nọt chỉ master ní vì khai tới chia master switch chứ by default switch cứ priority biết cứ mùi chẳng này chẳng maintain tới dương bởi sao dương switch switch chắc như anh đã tam đồng đắp mà đọc hẻm đọc bằng mũi đọc bằng pơ bấm bảy bấm bốn đấy chẳng mò ta tam priority để dùng cầm nó ta tam làm đạp mò xua là bây giờ bút máu cứ bây giờ tam chua bỏ về chẳng thể à nó bật hết bộ card switch chẳng cái bây giờ dùng ban việc bút áp bây giờ việc lệch trời ở hai chân mà switch chẳng ngon nó bị khai từ switch chẳng mùi này bây giờ dùng show ban giờ remote cho từ lư ta switch tìm mùi này máu ban đây ta bây giờ việc còn bán như lên từ switch chẳng mùi vậy ban nhà switch xem xét của việc merge cho này hay dương và con chỉ khơi interface mui slash zone là mui pi slash zone sang mui để bạn thấy tha anh ấy mui slash zone sang mui để bạn thấy tha vì cứ chỉ interface để thật nơi không switch tì mui này port tì mui rồi bỏ switch đó bây giờ switch tì pi bây giờ dương số nó khơi như đã các bạn pi một nó bạn thấy tha switch tì pi port lệnh mui chứ bạn thấy tha p nó switch từ ngõ nó biết từ gì switch từ mui vậy hay để dương ai dùng call ban tha switch na switch switch tì mui switch tì pi nó người sai từ lừa dương này cầm nọ slot number hàng một này thì chứ như trẻ cho switch phía chân mình lấy bay tống chả slot một nó slot mẹp cái thứ stack á khá switch khá miễn thì hàng một nâng bàn của switch à của small business vì đôi chìa ở ai thứ stack ba này mẹp một đeo khá một đeo khá mình kết hàng ai thứ bàn là thứ tọa bàn thì stack á stack đo và của enterprise thông thông này và phê là small business mình kết hàng vì mình một đeo khá ở support thì chẳng hạn như bạn capture configure nơi lửa switch nơi cả lại muối ở nhà ngọt nếp để dùng thử switch hỏi dùng cầm nọ priority từ tam lục đạm nhỉ chẳng đó là bây dương cầm nọ hay bây dương reboot nó cứ việc cầm nọ thế này lấy tập ram thì ta lấy pin lấy na thông lấy đại na viên nó ngần lấy chạy na từ master na từ như vậy
chứ master cứ priority của chương kỳ cho nên là xa dương là toàn reboot bây giờ dương tôi cho ta bây giờ dương ba máu dương khơi switch nhỉ switch lấy đọc hàm nhỉ những cảm này đi tôi cho ta nơi real scenario vì vì là nặng ba máu dương viên lệch mà chẳng cha switch man member này vì tôi chỉ master mình vừa để xa priority với của chương dương ai cầm nọt là hỏi tôi thì là dương chọn ai switch hàng lớn tới gì mua à hàng khổng lịch pi chẳng nè chứ dân thử đô bảo thì vì mà bây giờ dân đô hay dân thử thì bút máu dân xe với thì bút máu viên 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 đừng thở thật tờ tam lục đạp quỳnh ok chẳng chùm nói cho top ở đó vô dân chỗ đó là bộ phết stack ca configure mechanism ca configure rồi bộ bộ à switch port mà nó chẳng dân make sure tại dân đọc sai tầm rộng đôi dưới tức là nè chia đôi tại dân đọc mạnh dân rụng môn tầm mùi tế bên tay khó trọng tha ní ở miền card stack thì cái do à port interface optic nhỉ anh ấy sẽ phục vụ uplink uplink interface này chứ như ai do uplink interface thôi mà đa nắng do mà thứ chia stack mình vì vì copy ảm mấy nhà mấy tờ dương miền card càng khỏi nhưng mà đào và ní ở tế dương tờ ca do switch port nó switch port nó mình port để dương đào thứ uplink thứ ấy thôi mà đa nó mình thấy dương cài với mà chia stack mình bởi ra switch thì cuộc bây giờ cứ cứ support ở năng này hay hồ vậy nhưng cách tha vì vì bây giờ cứ bị phải support ở sau miền à can can stack ấy để xa sử tranh khỏi khỏi tụ bay sử tiếp cái đó có về miền à virtual stack năng này chẳng hạn đi bẹp bọn năng ca configure này lừa hồ vậy switch bẹp bọn năng ca configure switch port ok chẳng nên lừa switch ấy thì mỗi dương cài để dương dương nơi lớn switch A ní dương vô à interface chỉ có biết xôn xa xôn xa phần bởi nó dương add với chỗ được không member bỏ stack chứ mà đây là P đại dương add à port nhưng xong cùng tích cái này ní tí họ thả chụp sân tí họ thả nhóm chọn cục tí họ thả nhóm chọn vô interface ní interface ní hay là interface ní bạn này là biết vì muốn chỉ interface thôi mà đa thì bạn đây dân chọn add với cho từ từ chỉ interface thôi mà đa bạn này thế thì họ thả bản thân thì dân chọn vô interface tầng pi năng client từ chỉ sử dụng port thôi mà đa với bạn đây là lại ní trong một trạng tích maintain tư port này cứ port thông đa này bạn đã phải để dựng add với cho được không stack member hỏi cứ vì lên lên tới chỉ port thông đa này bạn vì khai tới chỉ stack stack port mình chứ bạn này là dựng pra app interface nó tới chỉ stack mình chứ phải để dựng add với cho group member dựng đọt vì đôi size stack chẳng tới dựng dọc size vì miếng size bằng vì stack đọt bây giờ để dựng configure năng hỏi dựng add vì rồi đó là dựng ai cầm nọt priority cầm nọt slot vì mình slot bỏ vị trí đấy nè thì ở này slot vì mình chạp bị sốn mùi pi là hậu tử chẳng hạn thì ở này slot na tiếp trên kế ở nắng vị chia rồi tam lục đáp là vậy thì trong anh ra switch tìm mũi nhưng đã bị slot lại mũi chẳng về để dùng đi nằm bờ nắng máu về để dùng display port máu dùng đôi khơi nhạc hàng đám thì rụt lại nhưng lọc hàng bị hàng đám nè slot nó là một mũi nó là port lấy slot bỏ switch cái này dùng cầm nó port chẳng có mà đây dùng đăng thẳng ồ slot tp ní switch tp slot tp ní switch tp chẳng nào anh nâng cứ chỉ ca cầm nó sài lời dùng này number bằng vì thế chẳng á chẳng phải cao bây giờ dùng cầm nó rùi rùa hay nâng cầm nó set priority á bây giờ viên lệch rùi rùa lại viên nâng mơ chẳng á tự nhiên còn là display stack máu viên nâng chênh status ní màu và ok ok lâu dương miền demonstration bẹp bọn cho mùi nâng ca configure à stack nâng nơi sai thì mà đón chứ như ai chăm tu sân hà vịt ổn nhưng mà đó sai bỏ cứ vịt ổn nâng trong thảo của dương khơi dạng đáy bởi thiên là bắt bẹp bọn nâng ca phương stack nâng lưu switch nâng lưu call switch nâng tại sao hai đấy mà dương thử ca phương stack tại sao lại switch dương chứ ra chân ra mỗi khi phương stack nâng bay đi rồi mỗi người mình đánh chung bên này dùng thì hỗ trợ switch mối vì còn là thằng pin cỡ tới ban bây giờ mới stack chứ switch ra anh thằng óc còn bạn cho như tầm mối gì chẳng như anh một bạn thằng pin cỡ chờ đó đấy nên pin mối như xưa nông cam mình định dùng trong là xe cho nông rack server tha server nó không kia mối
nhưng miếng sắp rất tròn thế nên là bây giờ chỉ có thứ steak đấy như thế là phi cơ bây giờ như cả sai đi lên muốn như cả xe cho xuyên đó một góc một góc một cái nguyên chỗ này cây chở này đến là như mà vừa lại như tịt chân là lý như mang thứ steak những thứ xuyên cây chở những thứ steak á xuyên chúng ta xuyên thẻ ăn còn hàng khổ mấy cái hai là xe xuyên giả của à mình nói chơi xe thẻ ăn là xe xuyên ngon nhưng qua nó những thứ steak nhưng mà đây là những nhóm mà xe mà những bữa nhóm vừa thẩm phi cơ sẽ như có trong thẩm phi cơ ấy muốn và bị mô tên nông steak mà nè nông steak ở nó IP luôn mày chẳng như thẩm phi cơ tức là xe thơ tầm muối mai mà ngọt hay là những ngày nó thơ lưu kho kho này kho switch hay kho switch nó bậc hết e học sầm bơ xôn xôn nó cứ là bậc hết của à switch optic á cứ optic sốt ngọn dân mới âm miên âm miên nói chơi thay thẻm nó hay kia vô thơ kho switch chắc đi nó khổ mấy nhạc xe switch thòm đà chứ à kho switch pin ý dưới có những thứ stack chôn nè này chẳng tìm mua những thẩm miên primary hay nâng secondary vì mình master mình slave chẳng hạn tìm mua những thứ khác sai này chứ đọc bên những thứ stack á à với những thứ stack hai chứ bây giờ những thứ stack hai cứ switch pi nâng vì client tôi chỉ switch tầm mua vậy chứ bây giờ nhưng mà xe chỗ kho switch nâng muối nhưng tầm phim gỡ lên à nên muối cứ nhưng bây giờ phải tới là nên tiền này bán này ban được phí á chứ do thời ca từng ngày phí tầm phim gỡ switch đông buồn đông buồn cứ ngày ai tới chạy mua một configuration bàn đi chẳng tích chẳng dân thường mà dân đang thật swing những cái thứ stack dân cho tất cả stack ok hãy dân check mơ lấy stack stack pin nó tới stack tầm mối nè dân mơ thì nó nhằm đặt cho mơ té nè dân khơi nè master standby chà swing để nhóm bạn ấy swing nha đại minh priority của chiến kế switch nó cứ switch stack ban này vì file từ chỉ master hay là tp nó cứ dùng đạp rồi đi thi rồi anh nó là sai lưu dùng cầm nó rồi dùng switch ra nhưng cầm nó tam nên là lấy của cái vì từ chỉ master hay thì mới tiếp dùng thử ca display slot tiền chứ ha từ dùng mơ nè những chạy mới chạy sai nhờ bây giờ dùng thử stack chỗ nhé sẵn là nè dân mưa nè chồng nói đại dân cua cha bà đó mới tiếp p đại dân thứ stack vị trình nhỉ chẳng switch nâng maintain tới ta mà pay buôn po đây rồi là p dân thứ stack chỗ nếu mình làm đo từ size xong bảy po đây chẳng dân mưa mấy bạn đang tham viên làm po để sai chị dân mưa slot với là p dân cầm máy chỗ nếu thôi nhỉ à khá vì miền slot lịch mùi ní nhưng đặt với cầm nọt chỉ switching mùi hay lấy pin ấy switch tp nè chứ mà đây switch nó đôi interface cứ ra châu này là ngõ mà đây thay vì khai từ switch tầm mùi vậy dùng mười cái châu này này chứ người tiêu họ đang nhắm chọn là sang port này mùi ra cái đầu sai từ port lấy pin này switch tp chứ nhưng chạy mới lại nè hg p slash xuống là pin chứ là p slash xuống là pin nữa ban đây thay vì cứ chỉ switch vì thân nó không switch tp này port lấy pin này switch tp đặc biệt dùng à bộ mùi nhất cứ dương cầm nót là lơ suy tìm mùi chứ tiêu tha dương chạy mực sai na để dương đốt cứ à sai từ lơ tam slot để dương cầm nót để chứng tiêu dương suy như dương miên thèm một mùi suy dương cầm nót là slot nó tam tam lệ riêng chẳng màu chứ nó là nó đã tham cho những ca thơ stack này nghiệp và nó nghe này ở con trường